Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh ha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trên cảng Cái Mép Thị Giải các bạn, để mà quay tiếp tục cho người cùng xem những cái chiếc tàu mà siêu trường siêu trọng chuyên vận chuyển những cái container đây. Thì đầu tiên ở trên màn hình mọi người, đây là một chiếc tàu mình thấy là có là sơn màu hồng dòm rất là đẹp đây các bạn. Trời ơi, ảnh cao kìa, đang chạy ở trong cái lùm cây chạy ra các bạn ơi, giống như là một cái con mà quái vật ở trong rừng Amazon vậy ha. Đây là hãng tàu On các bạn, một hãng tàu phải nói là lớn nhất đất nước Nhật Bản luôn. Hiện tại thì anh đang chuẩn bị cập cảng Cái Mép. Mình hôm nay thì mình quay sớm hơn cho mọi người cùng xem đó, bởi vì là nó bị khuất ngay chỗ mà cái lùm cây này các bạn. Trời ơi, coi kìa. Thật sự là mấy cái cây này cao dữ lắm, cao nha các bạn, nhưng mà ảnh chạy kìa, các bạn coi kìa, chưa có che hết được cái phần thân nữa. Để tí xíu nữa là ảnh chạy qua cái chỗ trống đi rồi mình quay cho mọi người cùng xem hết được là đầu mũi đít lái. Mình thấy đa số sao là cái hãng tàu On này là chuyên là sơn cái màu là màu hồng không à các bạn. Nguyên một hãng tàu luôn ha, rất là nhiều chiếc các bạn, chứ không phải là một chiếc nữa. Hãng tàu này thì nằm ở bên Nhật Bản. Trời ơi, đây nè, anh lù lù anh chạy vô nè, cái chiếc này còn đẹp quá. Cái chiếc này là đóng năm 2019 nha các bạn, cách đây là 4 năm rồi. Giờ còn rất là mới. Mấy anh đi biển này nói chung là anh rất là kỹ các bạn ơi. Công nhân hình như là mấy anh thủy thủ đoàn này kia nọ, giống như là làm việc liên tục vậy, chứ không có bỏ lều giống như là ở trong miền Tây mình ha. Cái chiếc này thì cái sức tải của nó chở được là 14.052 container các bạn. Và cái chiếc này có thể là chở hết tải của nó là 138.611 tấn các bạn. Trời ơi, chiếc ghe nhỏ chạy ngay chỗ cái mũi lơi kìa. Ôi sát cái mũi lơi luôn trời, ăn cái lượng sóng nó chắc tới công chuyện luôn quá. Cái chiếc này mạng cao là 10 mét nha các bạn. Và anh chạy được cái tốc độ maximum là 17,6 lý. Thì nó rơi vào tầm khoảng là 31 km/h. Ồ, rất là nhanh. Chạy giống như là xe Cali vậy các bạn. Đây, các bạn coi chiếc tàu nó mới mà nó đẹp nè. Giống như là một cái hoa khôi ở đất cảng vậy các bạn ơi. Đặc biệt là ở bên hãng tàu này là chơi sơn màu hồng hết trơn luôn ha. Đây, bây giờ thì anh đã đi ra chỗ trống nè các bạn. Nó thấy được cái lộ, cái phần cái mũi lơi nó chảy nước lên rồi nè. Thì cách đây là tầm khoảng là hình như là cũng cả tuần trước thì đó, mình cũng quay được một chiếc tàu màu hồng các bạn. Cũng là chung với hãng On luôn ha. Hôm nay thì gặp chiếc tiếp theo đây nhưng mà tên khác, không phải là chiếc bữa hổm nha. Trời ơi, xa quá xa, hiện tại thì mình dơ máy hết cỡ cho người cùng xem luôn rồi, nhưng mà nó không hết trơn luôn các bạn ơi, không còn có thục ra thục vô được miếng nào nữa chứ. Hơi bị ngược nắng rồi, bởi vì là nó hơi bị chói chói nè. Hết trà, thấy anh đi lù lù vậy thôi các bạn, chứ chạy theo chạy không nổi đâu ha. Ghe mà trong miền Tây mình mà đua theo là đua đắm đuối lắm á. Tại vì chạy tới 31 km/h, lần giờ này vô cảng là có thể là anh đã bớt tốc độ rồi các bạn. Chứ nếu mà khi mà đi ra biển là nó còn chạy còn dữ dằn nữa. Mà mình thấy ngộ ngộ là mấy cái chiếc này nè các bạn, tuy là hoạt động ở trên biển là nhiều lúc là nói chung là rất là lâu, nhưng mà sao không thấy đóng hà hay là đóng gông hay là đóng cái gì đó. Còn mấy cái chiếc ghe hay là những chiếc mà xà lan miền Tây của mình đi ra biển tầm khoảng 1 tháng 2 tháng thôi là nó đóng mấy cái con bìm bẹp kêu lại cái con chém chép các bạn, nó đóng dậy mình hết trơn. Mình nghĩ chắc là cái do cái nước sơn các bạn, cái nước sơn của bên họ là chuyên sơn để mà chống kỵ hà đó, chống bám gông kêu ha. Bây giờ các bạn coi dòm cái mình là rất là sạch, thậm chí là nhiều khi là lên hàng xuống hàng nhìn không có thấy được cái chớn nước luôn các bạn. Cái chiếc này làm sao mà đu áo phao xuống mà chà giống như xà lan miền Tây mình mà chà sao nổi, mà mình nhìn thấy là không thấy chớn nước luôn ha.
Chắc mình nghĩ là do cái thành phần nước sơn á, nó giúp cho cái phần mà gông gieo nó không có bám vô được các bạn. Chứ ở trong xà lan miền Tây của mình nó đi một chuyến mà đậu tầm khoảng là 4-5 ngày thôi là gông gieo nó đóng. Phải là ôm bách xi xuống dưới là áo phao để mà chà bằng tay. Kỳ xà bông nó mới ra các bạn. Còn mấy anh này các bạn coi này, giống như là tàu đóng mới, trừ khi là nó bị gỉ xét thôi ha, chết khi nào mà bị đóng gông gieo lắm. Cũng có đóng nữa bạn, nhưng mà ít lắm, hiếm lắm. Trời ơi, không biết là anh này anh đã đi qua biết bao nhiêu cái cảng rồi mới về cảng Việt Nam ha, nhưng mà tàu hiện tại thì cũng không có khẩm lắm, chưa có đủ tải các bạn. Chắc anh đã giao hàng bớt cho những cái đất nước khác rồi mới cập cảng ở Việt Nam mình. Cái chiếc này dài 300 mấy mét lận nha các bạn. Mấy anh này thì anh chỉ đặt là một cái động cơ chính thôi và hai cái chân vịt đạp mũi. Đây lù lù vô gần tới rồi nè. Hiện tại thì vô tới đầu cảng cái mép rồi đó các bạn. Trời ơi, các bạn coi cái phần mũi qua lên nó ủi nước à. Quá dữ dằn. Đa số là những cái phần cong anh đều chắc ở trên cái phần mặt bon hết trơn ha. Không có anh nào mà chắc ở dưới dưới mình mẹ, ở dưới hầm hàng giống như là bên xà lan miền Tây các bạn. Đó, bây giờ các bạn coi anh lú cái đầu vô trong cảng kìa. Anh đi vô một cái giống như là quái vật vậy các bạn ơi. Mấy cái chiếc xà lan mà chở container ở trên này là trên 1.000 tấn không nha các bạn. Không có chiếc nào mà nhỏ hết trơn ha. Nhưng mà các bạn coi kìa, nó chỉ là nằm ở sẹp ở dưới thôi, chứ không có 100 gram nào so với chiếc này hết trơn. Ít là vô trong cảng mà cái chớn còn kinh khủng khiếp vậy đó. Quá cao các bạn ơi, cao muốn đụng cẩu cẩu cò trên kia luôn kìa. Đó cái cabin kìa các bạn. Mấy chuyến như thế này thì đi cái hành trình nó rất là dài nha các bạn, chứ không phải là cứ đi qua đây rồi xong rồi đi về nhà. Anh đi giao rất là nhiều nước, giống như là một anh shipper vậy. Anh đi giao rất là nhiều chỗ các bạn, rồi xong cuối chừng nào mà hết hàng thì anh mới quay về cái bưu điện để mà anh lấy hàng tiếp, để mà anh đi giao tiếp các bạn. Quá mới rồi. Thì cảng cái mép thị giải trên này thì tiếp nhận đa số loại tàu luôn nha, đa số là tàu bự nhiều. Còn cảng cát lái ở bên trong khu vực Phú Mỹ thì chỉ là nhận tàu tầm khoảng là 40.000 tấn trở xuống thôi các bạn. Nhưng mấy chiếc này thì không thể nào mà vô trong cảng cát lái được, chổng được. Vô chổng là không có quay đầu và không có làm ăn gì được luôn các bạn. Vô chổng cái là dính cạn luôn. Kêu cái chục tàu lay dắt kéo biết ra không nữa. Ít rồi nó dài kìa. Anh nào mà béo phì mà cho đi xuống dưới này làm thi thủ mà sáng bắt chạy vòng nữa các bạn. Chiều chạy vòng. Đi trận tháng về lớm nhôm luôn. Rồi. Trời ơi. Nó vô mất tiêu đó các bạn ơi. Rồi bây giờ thì mình nãy giờ thì mình hỏi thăm thì mình có nghiên cứu được là mình đi nhờ cái anh này đi ra ngoài phía ngoài sông ngoài cảng ngoài này cho mọi người cùng xem nó được cận cảnh hơn đây các bạn. Hồi nãy thì chiếc màu hồng chạy vô ha, bây giờ thì mình sẽ là đi dõ đi ra ngoài này để mà quay cho mọi người cùng xem một cái chiếc màu xanh đây. Cái chiếc này là nó cũng lớn dữ dằn lắm nè các bạn, hiện tại thì đang đậu ở ngoài phía cảng.
Ôi ôi nó bự kìa. Hết trà mã ơi, khi mà mình đi lại gần mới thấy được cái sự mà đồ sộ mà của nó các bạn. Chứ còn nếu mà quay ở cái góc hình mà ở phía xa mà mình zoom máy lại thì mình cũng không có nhìn được là nó bự bao nhiêu ha. Nhưng mà khi mà mình lại gần thì mình mới thấy được là cái sự đồ sộ và cái sức mà to lớn của nó. Quá lắc rồi, quá lắc rồi. Hôm nay thì thời tiết gió hơi mạnh nha các bạn. Cũng có sóng nữa, bởi vì là hơi lắc, mọi người thông cảm cho mình chứ. Đợi xíu nữa anh chạy lại gần đi rồi mình sẽ là đọc thông tin thông số chiếc này cho người cùng xem. Quá wow. Quá lớn rồi các bạn ơi. Nhìn mà rung luôn á trời, nhìn hết biết nói gì luôn á. Quái đạn thì chứ ít ra. Hết ra cái mũi lơi của nó kìa. Quá trời ơi, chém đâu mà vết thương vết thẹo không rồi trời. Cái chiếc này thì có cái chiều dài là 366m,44 nha các bạn. Và chiều ngang là 48m,26. Và chiều cao mạng của chiếc này là 14m5. Chiếc này thì được đóng vào năm 2011, cách đây là 12 năm rồi. Ồ mà còn mới kìa. Chỉ là bị sét nhẹ xương xương thôi các bạn, giống như là bị ghẻ vậy đó. Nè. Máy này thì mua kem dưỡng da sức vô. Máy này thì ảnh sơn lại cái là hết rồi ha. Trời ơi các bạn coi sắt thép kìa. Ảnh uống lượng rồi các bạn, cái phần mũi là cực kỳ là khó đóng luôn á. Wow. Đi lại đây là nhìn lên giống như là cao dữ lắm, cao luôn các bạn ơi. Cái điện thoại của mình hiện tại là quay là không giáp cái màn hình luôn á. Đây còn đây là cái phần cabin đây. Cái chiếc này thì chở được là 13.100 container nha các bạn. Và cái số tấn mà nó chở được là 142.105 tấn. Cái chiếc ghe của mình là chỉ là mới bằng một cái số lẻ của nó thôi các bạn, 105 tấn phía sau á. Và cái chiếc này thì các bạn nên kêu nó bằng là ông thần tốc độ hay là vua tốc độ đi, tại vì nó chạy được là tới 44 km/h lận. Kìa phía đằng kia cũng có mấy chiếc nữa kìa các bạn. Quá wow. Chiếc nào chiếc nấy khổng lồ không rồi trời. Lắc quá các bạn ơi. Đây cho mọi người cùng xem nè. Nó hơi lắc, mọi người thông cảm giùm mình nha. Cái chiếc này là chạy cái tốc độ maximum của nó là được 22,8 lý nha các bạn, thì nó đâu đó nó tương đương là 41 km/h. Cái đó là thông số chính xác từ hãng tàu người ta đưa ra luôn các bạn, chứ không phải là mình đoán mò ha. Và hiện tại thì chiếc này đang hoạt động dưới cờ của Đan Mạch. Trời ơi nhìn ở góc độ này, nhìn ra phía mũi nó ngầu ghê ta. Đây còn đây là một cái chiếc nhỏ rồi, đậu ở phía sau đuôi của cái chiếc màu xanh đó các bạn. Hiện tại thì anh đang gấp cong lên nè. Cái chiếc này thì chở rất là nhiều công của nhiều hãng đây, hãng On rồi hãng Tiếp rồi hãng Mon, nhiều hãng lắm các bạn. Ở đây là cái quá trình mà khi mà tàu cập cảng thì người ta sẽ xài một cái cẩu mà mình thường thường kêu bằng cái cẩu con cò, không biết là cái tiếng chuyên môn á thì người ta sẽ gọi bằng cái gì ha, nhưng mà mình gọi nôm na là cẩu con cò các bạn. Sẽ là hạ cáp xuống rồi có một người công nhân đứng đây để mà gài chốt rồi gấp lên, thì cứ liên tục như thế này ha. Đây bây giờ thì cho mọi người cùng xem ở phía sau đuôi với chiếc màu xanh nãy nè. Thánh tốc độ nè các bạn, 41 km/h. Tàu chở container mà tưởng đâu tàu cao tốc không. Cái chiếc này mà đi ra biển mà đua với mấy anh cảnh sát biển các bạn, coi chứ đã dữ trời lắm.
Nếu mà chạy với cái tốc độ này thì mấy anh mà cướp biển mà muốn gượt theo thì chắc cũng phải độ máy dữ lắm các bạn ơi. Độ máy giống như là vỏ lãi miền Tây của mình gượt theo mới nổi. Yếu yếu là không có cướp biển được rồi. Trời ơi các bạn coi cái dàn xương dàn khung để mà chịu cái phần công nè. Quá chất lượng luôn các bạn ơi. Đa số là người ta có chắc công ở trên cái phần mặt bon không ha. Mình cũng thắc mắc là tại sao những cái chiếc này người ta không có chắc công ở dưới cái phía hầm hàng các bạn, mà người ta làm giống như là một chiếc bon rồi người ta chỉ chắc công từ đó trở lên thôi, còn phía gỏng ở dưới bên trong là người ta bỏ gỏng hết trơn luôn. Đó, những cái lớp công đầu tiên thì người ta sẽ xài là khung để mà người ta giữ chân lại, còn những cái phần mà từ đó lên trên đó thì người ta đa số là ngào vô móng hết trơn này. Trời ơi nó lớn kìa các bạn ơi, có một chỗ hai ba chỗ gỉ sét ha. Thấy vậy thôi chứ anh đi chừng chuyến hai chuyến nữa nếu mà mình có gặp lại thì nó mới chán đó các bạn, tại vì mấy anh này anh không có đợi cho nó bị lâu đâu, nó vừa gỉ sét hơi hơi là anh làm liền à. Quá cao rồi. Thật sự lớn khủng khiếp luôn các bạn ơi. Coi kìa. Lần đầu tiên mà mình đi lại gần một cái chiếc tàu mà chở container mà lớn như thế này luôn á. Bữa hổm có đi lại gần một cái chiếc ở trong cảng cái Cát Lái, nhưng mà chiếc trong đó thì thường thôi các bạn, chỉ có 36.000 mấy tấn à. Còn chiếc này là 142.000 tấn thì nó gấp đâu cũng cỡ là 4 lần chiếc kia á. Ít à. Anh này chắc đến từ Ma Gốc quá. Nói chung là mình đoán mò đấy các bạn. Trời ơi cái cabin kìa nó cao kìa. Ở trong đó chắc rộng lắm quá. Đó chắc ăn nhậu đồ thoải mái các bạn. Ít là mình dơm máy lại nè. Mọi người cùng xem nè. Chỉ thấy được là tầm khoảng là 1 phần 3 tàu thôi à. Còn cái đít thì không có nằm lọc vô màn hình nổi rồi. Đây chạy đi ra phía ngoài cái mũi lơi cho người cùng xem đây. Quá trời cái mũi nó đẹp ta. Các bạn coi cái phần mà cái mẫu tàu nè, họ đóng họ uống cái phần mũi nè các bạn. Tôn sắt dày có đó mà họ đi xương họ uống vô nè. Họ để cho nó giảm cái lực cản của nước ha, để cho cái chiếc tàu của mình nó dẫn với tốc độ đi cao hơn, nhanh hơn để tiết kiệm nhiên liệu. Ít à, nó dài. Trời ơi các bạn coi cái phần mũi nè. Ôi cái neo nó xếp gọn vô bên trong luôn các bạn ơi. Chiếc này thì có trang bị là hai cái chân vịt đầm mũi ha, và cái mũi lê của nó dài giống như là cái cây lạc xưởng nha các bạn. Cái mũi lê của cái chiếc này thì nó có cái công dụng là nó triệt sóng nha các bạn, để mà cho nó chống cái lượng sóng mà nó ma sát vô trong cái mạng tàu, nó dẫn cho cái tốc độ của con tàu của mình lúc mà di chuyển nó không có bị lực cản lại để mình chạy nhanh hơn, và nó tiết kiệm nhiên liệu. Rồi các bạn coi cái phần chỗ sóng mũi kìa, ở trên nó bè ra nhưng mà trên giữa nó bén nước kìa các bạn. Để bữa nào mình gán mình làm mình mót tiền mình đóng chiếc mà nhỏ nhỏ cái này cỡ 150 tấn mà đóng mẫu này nữa các bạn, đem đi chở cám thử coi nó sao. Đồ thế chắc nhức nách lắm nội ơi. Đóng chiếc mà nhỏ nhỏ mà chừng 150 tấn thôi các bạn, mà kiểu gan gì luôn nè, mũi lái gan gì luôn, cabin giống vậy luôn, mình đem đi chở cám trong bếp luôn à, chắc làm idol miền Tây luôn. Thôi chắc bây giờ mình sẽ đi vô các bạn, nói hồi nói xàm thì bây giờ mình sẽ xin tạm dừng video tại đây ha. Thì chắc hẹn các bạn ở cái clip sau ha, bữa nào mà mình gặp chiếc nào đẹp hơn nữa mình quay ra đến cho người cùng xem. Hôm nào thì mình sắp xếp công việc nữa mình sẽ đi ra đây nữa các bạn, đi ra đây cho mọi người cùng xem tiếp nữa. Giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này ha, hẹn các bạn ở những clip sau nha.